Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục cái series là trận chiến vua đầu bếp. Và hôm nay là tụi mình sẽ làm tập thứ 17, tìm ra gọi là làm cái món gà nướng mấy cái lu các bạn. Gà nướng, gà hấp gì đó, nói chung là tụi mình sẽ làm những cái món gà và liên quan tới bỏ vô trong cái lu này. Thường những cái món này trong cái lu này là làm nó sẽ gọi là rất là thơm rồi mềm rồi ăn rất là ngon rồi các kiểu. Hôm nay tụi mình thử biểu diễn làm thử coi là mấy con cu làm ăn ngon hay không nha các bạn. Nói chung là tụi mình bây giờ là mỗi hàng sẽ biểu diễn một cái món gà nướng lu nha các bạn. Ok, bạn nào thích cái tập 17 này, cái chủ đề gà thì nhấn like và chia sẻ mạnh tay để tụi mình có động lực thực hiện tập 18 nha bạn. Giữ với những cái món gì đó lạ hơn, ví dụ như bò nướng lu. Ok, ai quậy trước? Em. Rồi, vậy Sơn Phong quậy trước nha bạn. Rồi, đầu tiên là mình là đầu bếp Vĩ đến từ Malaysia nha. Rồi, và hôm nay mình sẽ làm món gà đập niêu. Nguyên liệu của mình gồm dầu ăn, dầu hào, nước mắm đệ nhị, muối, đường, tiêu, tỏi mình đã băm sẵn rồi nha, hành tím, mật ong pha một chút chanh trong đây rồi, lá chanh, một bịch ngũ vị hương và nguyên liệu chính đó chính là con gà mình mới bắt được công hàng sớm. Đây chính là cái niêu để mình xíu để mình nướng con gà trong đây nha. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ ướp con gà, một ít dầu ăn và một miếng dầu hào để cho con gà nó bị cho nó tươi tắn lên xíu. Ok. Nước mắm năm ngư đệ nhị và cho hỗn hợp muối đường tiêu vô, tỏi, hành tím vô luôn, mật ong đã pha với nước chanh này nha, và cuối cùng mình sẽ bỏ lá chanh vô. Ây da, cây chanh nào mà không có gai. Chảy máu rồi. Ở chứ mình nói giỡn nha mày. Mình đã cắt được lá chanh sẵn rồi nha. Mình chỉ đúng chen thôi. Wow. Ây. Phiếu. Mình quên giới thiệu, mình có bịch ngũ vị hương nữa nha. Cho nguyên gói vô luôn cho nó thơm. Giờ mình sẽ trộn đều tay cho gà nó thấm gia vị. Massage nó cho thịt nó mềm. Rồi, giờ mình sẽ đợi trong 10 phút để cho nó thấm vô con gà rồi mình sẽ đem đi nướng. Rồi, sau khoảng 1 phút thì con gà của mình nó bắt đầu thấm gia vị rồi nha. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vô niêu và đem đi nướng. Mình sẽ đậy nắp lại và đem nó đi nướng nha. Tiếp theo là tới mình là đầu bếp Ân đến từ Bình Dương. Và ngày hôm nay mình quyết định là làm món gà đốt nồi đất nha các bạn. Và nguyên liệu chính của mình thì đây, gà. Món của mình thì làm là tất cả đều là không tốn tiền hết nha các bạn. Nguyên liệu này là con gà được bắt từ nhà hàng xóm. Còn mấy nguyên liệu còn lại thì để mình dắt các bạn tại sao mình có. Nhà mình không có gì ngoài trồng rau hết mày. Muốn là có gà bứt à. Đầu tiên thì mình sẽ bứt xả. Tiếp theo là tới gừng. Ủa? Củ đâu? À đây, bên đây mày. Đây, mấy củ gừng nè. Khá là bự luôn. Bực bực. Đó. Sau một hồi mình làm nông nghiệp thì mình được thành quả như thế này các bạn. Nguyên liệu chính của mình, những nguyên liệu phụ thôi, gồm có là gừng, sả cay, bột ngọt, tiêu, dầu hào, năm ngư đệ nhị, lá chanh và cuối cùng là một cái niêu đất. Xong. Không tốn một xu một cắc nào hết các bạn. Tất cả đều là miễn phí hết. Con gà này là hàng xóm tốt bụng cho. Mình cũng cảm ơn anh hàng xóm nha. Anh hay cô không biết. Đầu tiên thì mình sẽ ướp gia vị con gà. Gà này thì đã được mình chiên lên sẵn rồi các bạn. Rồi mình chỉ còn bỏ vào cái niêu nữa là xong. Nhưng mà mình phải ướp gia vị tới trước. Mình thấy con gà này nó khá là bự luôn. Rồi mình sẽ cắt ra. Mình cắt ra từng khúc nhỏ. Ăn cho nó dễ. Nó như thế này nè. Lên đây. Sau khi mình cắt con gà nguyên con, gà từng khúc thì nó được như thế này các bạn.
Wow, nhìn như một cái gỏi gà vậy á. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình nêm nếm gia vị. Đầu tiên thì mình sẽ cho một muỗng hạt nêm. Một muỗng. Tiếp theo là hai muỗng nước mắm. Một muỗng dầu hào. Tiêu, tiêu thì không cần biết muỗng, tùy theo mấy bạn thích ăn nhiều hay ít thôi. Giờ thì mình sẽ để bao tay vào và mình trộn gà cho nó thấm hết gia vị. Trộn đều luôn. À, mình quên nữa bạn. Mình sẽ cho thêm lá chanh vào. Quên. Cắt lá chanh. Rồi, trộn thôi. Rồi, mình nghĩ là trộn như thế là đủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào cái nồi đất. Bước đầu tiên á, là mình sẽ cho xả lên, xả cây lên trước với mấy cái gừa, mấy củ gừng đó các bạn. Để mình để gà lên nó không bị cháy. Nếu mình không để như thế này á, thì gà trong lúc mà nó hấp lên nướng cái kiểu gì thì nó sẽ bị dính vô cái này nè. Dính cái nồi đất của mình và nó sẽ bị cháy. Bỏ lên trước. Sau đó là mình sẽ bỏ thịt gà vào. Nhìn hấp dẫn chưa? Rồi, giờ thì đậy nắp lại và đem đi nấu thôi. Tiếp theo là mình nha mấy bạn. Mình cũng đến từ Malaysia luôn. Hôm nay mình sẽ làm món gà tỏi úp lu hơi bị cay. Ok, xuống đây nguyên liệu luôn. Bột ớt. Hôm nay là dầu ô liu, mật ong, tỏi băm, rượu trắng và tương ớt. Đó, đơn giản như vậy thôi. Cái này là mình đã bầm sẵn cái kiểu rồi, bây giờ mình chỉ cần đổ nguyên liệu vào trộn thôi. Cái bao tay vô cái đó. Đầu tiên mình cho hai muỗng canh dầu ô liu vào. Bột ớt. Cái này không có cay lắm, chú ý về tạo màu thôi. Mật ong. Tỏi băm. Và một muỗng canh rượu trắng. Cuối cùng là tương ớt. Rồi, bây giờ mình trộn đều nữa là xong rồi. Sau đó mình thả con gà vào ớt nha mấy bạn. Đó. Mình dự định là sẽ ớt con gà này khoảng nửa tiếng, sau đó đem vào nướng nha mấy bạn. Ok, sau nửa tiếng ủ thì mình thấy là nó thấm đỏ rồi nha mấy bạn. Xé ra luôn nha. Wow, đỏ chát đẹp mắt luôn. Giờ mình sẽ cho nó vào cái lu này. Không biết vừa không ta? Thử luôn. Wow, vừa khít luôn. Còn đây là cái mớ hỗn hợp của mình. Mình chế thêm vô luôn nha. Càng nhiều càng ngon. Sau đó thì đóng nắp lại và rinh đi nướng thôi. Rồi, cuối cùng là mình là đầu bếp Toàn, mình đến từ Pháp nha bạn. Hôm nay mình sẽ làm món gà nướng ngũ vị hương. Nguyên liệu của mình là tỏi, rau quế, dầu ăn, ngũ vị hương, muối, đường, mật ong, một chén nước, con gà và cuối cùng là một cái nồi đất. Đầu tiên mình sẽ trộn nguyên liệu lại, là mình sẽ cho ngũ vị hương vô trước. Ngũ vị hương, đường và muối luôn. Sau đó mình sẽ trộn đều nó lại. Tiếp theo mình sẽ cho dầu ăn vô. Tỏi, mật ong, cuối cùng là rau quế. Rồi giờ mình sẽ ướp con gà này cho nó thấm gia vị. Rồi giờ mình sẽ ướp con gà khoảng 30 phút cho nó thấm gia vị vô, sau đó mới đem đi nướng. A few moments later. Rồi sau khi ướp con gà khoảng 30 phút thì mình sẽ cho con gà vô nồi để đem nướng nha bạn. Trong nồi thì mình đã có lót cho bạc sẵn rồi nha bạn. Giờ mình sẽ chiệt quăng con gà vô thôi. Còn cái đám nước sốt này thì mình sẽ cho hết vô con gà luôn.
Rồi, dùng xé bưng nó đem nướng thôi. Rồi ok, cuối cùng là mình với bạn. Mình cũng góp vui với cái món gà hấp muối trong cái nồi đất này nha bạn. Món này khá là đơn giản để mình làm thử ăn coi ngon hay không. Thấy cũng có nhiều người đồ hướng dẫn làm các bạn. Mà mình làm theo kiểu đơn giản đó chính là muối. Đây, đầu tiên là mình sẽ bỏ muối vào trong cái hũ này. Muối hộp nha các bạn. Đó, muối. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho mấy cái củ sả, lá sả đồ vô nha các bạn. Đó, cho vô đây. Phía bên đây thì mình sẽ có một con gà. Và mình bỏ vài cái lá chanh vô cho thơm nha các bạn. Đó, tiếp theo là mình sẽ nhét vào trong cái nồi này. Rồi, sau đó mình sẽ đóng nắp lại. 1 phút 30 giây đem nướng luôn nha các bạn, quá nhanh luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên lửa nha các bạn. 5 con gà cùng nướng cùng lúc luôn. Ok đó. Còn lại muối ta. Vậy đó. Anh ơi. Cháy kìa. Qua đi. Rồi ok. Tiếp theo là hương. Không biết có cháy hay không nữa. Đó. 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 Và cuối cùng là cu vị. Rồi. Cứ thấy lên khói là biết được rồi. Nói chung là bây giờ là tụi mình sẽ nướng khoảng nửa tiếng 45 phút gì đó bạn. Thì nó chín thì mở ra và ăn cùng lúc 5 con. Hôm nay là quốc lạc 5 con gà luôn. Quá đã. Đáng tiếc gà. Rồi sau khoảng 45 phút thì con gà nướng niêu của mình cũng đã chín rồi nha. Giờ mình sẽ lấy nó ra và đem cho chị Hậu thưởng thức. Wow. Đây. Đi đem biểu diễn cho. Món này phải vừa ăn vừa coi biểu diễn đúng không? Đúng rồi. Thôi được rồi, để anh biểu diễn cho. Đây, giờ anh biểu diễn nè. Wow, khói à. Wow. Sao anh nghe nó khói, nó cháy dữ thần à. Wow, đâu cháy anh. Này, nó lóc cái chuối ở dưới rồi. Này gọi là món gì em? Gà nướng niêu. Chứ phải đây là món gà đập niêu hả? Đúng rồi, gà đập niêu chứ lộn. Nó là món đầu bếp mà làm mà nó không biết món gì luôn. Ok, mình sẽ review nha bạn. Okay. Cái này là em cắt hay sao mà nó thấy nó tét luôn nè. Đúng rồi, em cắt đi coi nó chín chưa. Mình sẽ coi thử phía bên dưới rồi như thế nào các bạn. Ở dưới thì nó hơi cháy chút nha. Cái này mình thấy là hình như người ta có cháy bia vô nữa. Đây, thịt gà nó mềm gục luôn nha các bạn. Ăn thử thông đó nha. Thơm. Rất là thơm. Và mềm gục. Sau gà này ốm đói cũng không thấy thịt đâu hết nữa. Đây, mình sẽ ăn thử nước chấm. Chấm muối ớt. Hơi cay chút. Thịt gà rất là thơm. Mềm gục. Rất là ổn áp luôn các bạn. Thử miếng gì? Thử anh. Món em làm mà. Không luôn, khỏi chấm luôn. Mềm gục đúng không? Đúng rồi, thơm. Ngon ngon. Nói chung là khá là ổn áp nha bạn. Đầu bếp đến từ Malaysia anh. Hơi bị dữ. Malaysia mới hù Việt Nam mà đúng không? Rồi. Thôi nói chung là mình nên dừng ăn nha các bạn. Mềm gục thơm. Nước sốt này thì nó cay cay. Ăn cũng khá là ok nha. Nhưng mà mình nghĩ là nên lên món tiếp theo quá. Còn mình ăn no cái món này là mình sẽ không chấm điểm được nha các bạn. Ok, món tiếp theo. Tiếp theo là tới mình nha các bạn. Gà của mình cũng đã chín rồi. Gà đốt nồi đất. Giờ mình sẽ đem lên cho ban giám khảo ăn. Mời ban giám khảo ăn trong cái nồi đất của em luôn. Ủa, này là ăn tại nồi luôn hả? Dạ. Wow, khói ghi ngút. Thấy mình tự gấp cái đùi ha. Wow. Chấm nước sốt. Thấy hình như nó hơi khét khét miếng em. Không đâu, cái khác là ở dưới là mấy cái kia hơi. Lá đổ khét dạ, đúng không? Đúng rồi, lá đổ trái đang khui nha bạn. Nhưng mà gà thì nó vẫn được bảo vệ. Hơi nám nám chút như vậy thôi.
à, gà chiên lên nó vậy. Ủa em chiên xong rồi bắt đầu mới được mới hấp hả? À, đúng rồi. Ờ. Nghe mùi lá chanh rất là nồng nặc. Em bỏ hơi nhiều lá chanh nhưng mà bù lại nó sẽ thơm. Còn đuối sốt này sao nó chua dữ hằng à. Nó rất là lạ lùng luôn các bạn. Do vừa chiên lên mà sao nó còn bắt đầu đem nấu, đem hấp nữa. Kết quả là ăn ra nó, cái mùi vị nó khá là lạ. Nhưng mà thịt thì nó khá là mềm, gục. Thơm khá là nhiều mùi chanh. Mùi xả thì mình không nghe đâu hết. Cái tại vì mùi chanh nó bị cháy, nó áp hết rồi. Nói chung là cũng khá là ổn áp nha bạn. Rồi, mình sẽ làm nhanh món tiếp theo luôn. Và tiếp theo là tới mình nha mấy bạn. Mình đem ra cho giám khảo ăn luôn. Chảy nước gì kìa. Wow. Món này là gà tỏi nước lu hơi bị cay. Khui lên, khui lên. Ok anh. Đó, dạ. Rồi mình sẽ nắm đầu nó ra nha các bạn. Gì anh? Rụt bấy luôn rồi. Luyện nãy giờ cũng gần cả tiếng đồng hồ á anh. Chứ mỏi sao gấp cái nào là nó nét cái đó ta. Vậy mình gấp cái đùi đi cho chắc lượng. Ok, mình gấp cái đùi ra mình ăn cái đùi ha. Đây. Vào khoan, cứ bỏ đây trước đi. Tại vì chúng ta còn thiếu nước sốt nữa. Nói chung là Khương nó nấu cái này là nó sẽ gục bấy hết nha các bạn. Gấp cái nào ra là cái đó nó gục nát hết luôn nè. Đúng rồi, bản chất của cái này là múc nước sốt. Nước sốt là nhà mình pha, nước là nhà mình chấm á. Rồi. Đây, nước cốt gà. Đây là muối Himalaya và lá mùi tây. Đó. Tuyên mình rải như rải nhẹ lên đây thôi. Chủ yếu là rắc lên cái này. Rắc muối Himalaya với lá mùi tây lên. Xin được nếm thử trước luôn nha. Ổn áp. Mời giám khảo thưởng thức. Vậy là ổn áp hả? Đúng rồi. Nói chung là đặc biệt của mấy cái món này là cái nào cũng gục hết nha bạn, rất là rụt luôn. Ủa hấp tỏi á Hương? Đúng rồi anh. Hấp tỏi, gà hấp tỏi. Nó rất là thơm mùi tỏi. Và đặc biệt là khá là mềm, như tan chảy, ăn miếng da nó như tan chảy trong miệng các bạn. Wow. Có vẻ anh đã quên nước sốt. Thấy là vừa ăn luôn á, ngon lắm á. Chấm thử nước sốt luôn nha bạn. Nước sốt thì hơi mặn chút. Nói chung là mình thấy là ăn không cũng rất là vừa. Da thì nó mềm đến mức mà nó tan chảy trong miệng. Đây mình sẽ lấy một miếng da, miếng thịt nha mấy bạn. Đây. Nó rất là mềm luôn. Món ăn Malaysia khá là ngon. Nói chung là Malai mới hua các bạn nên cả đám tụi nó là nó khỉ thôi. Rất là ok nha. Rồi, người tiếp theo. Rồi, cuối cùng là tới mình nha bạn. Giờ mình sẽ bưng lên cho giám khảo ăn. Wow. Trời ơi, what the hell, muốn gà bốc đêm với em kìa. Hôm nay lâu quá anh, nó bị cháy lớp với bẹt rồi anh. Anh thấy đường nó sôi kìa, có đường hay sao hả? Có đường không? Có đường anh. Ờ à, vậy đúng rồi. Không sao, anh cứ ăn cái đùi gà được rồi. Wow. Nói chung là do còn có ốp đường hay gì các bạn nên nó cháy chút. Gà nó ngủ vị hương mà. À ngủ vị hương có đường. Chấm gì rồi? Đây muối tiêu chanh. Gà nói chung là món nào cũng gục hết nha các bạn, do hầm mà nấu trong cái nồi đá mà nó rất là nóng luôn á. Đây cũng khá là gục nha các bạn. Ăn không thì đã khá là lạc, ăn với nước chấm thì cũng ổn áp bạn, chua chua, mặn mặn. Cái này phải ăn kèm với nước chấm mà anh. Tại thịt gà hơi lạc. Đúng rồi, gà hơi lạc.
Nhưng mà mình cảm nhận là hình như là nó không còn nghe mùi vị gì hết á, không nghe tỏi gì hết luôn á Toàn. Ủa em có bỏ, em nhớ bỏ nhiều tỏi lắm mà. Để nào thử miếng này nha. Nói chung là món này cũng ổn áp với bạn. Rồi ok mấy đứa tập trung, chúng ta cùng tới vòng cuối cùng. Và mình có một món góp vui, đó chính là món gà nướng muối nha bạn. Mình sẽ lấy ra. Trời ơi nó nóng kìa. Nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy là muối nó vẫn nằm im tại chỗ luôn, không có cháy gì hết các bạn. Gà hãy được bảo vệ bởi cái lớp xả. Mình sẽ biểu diễn ăn thử luôn. Wow. Nhớ cộng thêm điểm nha. Mà không biết là nướng hấp muối này nó có tác dụng gì để mình ăn giống như gà luộc vậy. Nó kỳ ta. Nó không có mặn gì hết nha các bạn. Nó chỉ nó hấp hơi nước thôi à. Cũng may là mình không tham gia các bạn. Chắc là món này tập rồi. Ăn như gà luộc vậy. Nói chung là đây là cái màn gọi là ăn nhanh nhất trong lịch sử các bạn. Những món này không có món nào tấu hài hay món nào cũng khá là ok. Nhưng mà có món ngon, có món dở này. Bây giờ mới là màn chấm điểm. Đầu tiên sẽ là món gà đập niêu đập lưu cô cu dĩ. Món gà này thì nó được ướp rất là nhiều mấy cái nguyên liệu các bạn, ăn cũng khá là ok nha. Nhưng mà sẽ có điểm trừ là nó cháy khá là nhiều các bạn. Đây. Đây nó cháy đang khui luôn, lá chuối nó bám vô nó cháy thì là da cháy gì nè. Kết quả là nó ăn thì nó sẽ nghe mùi khét khét của cái lá các bạn. Nêm nếm đồ khá là ok, nước chấm ớt cũng khá là ngon. Nhưng mà vẫn có điểm trừ là cháy. Nên quyết định là cho cu dễ là 8 điểm. Wow. Do là món là ăn rất là được luôn nên cho 8 điểm nha bạn. Yeah. Rồi tiếp theo là món gà của cu ăn. Yeah. Gà gì em? Gà đốt trong nồi đất hả? Gà đốt hả? Gà đốt nồi đất. Gà đốt nồi đất ngầu ngầu ha. Là em chiên, sau đó bắt đầu em bỏ vô nồi đất em hấp. Yeah. Do nó chiên lên các bạn nên có hương vị rất là lạ. Nhưng mà vẫn có một cái điểm trừ là nó lạ như vậy, ăn nó không có cái gì đó mà nó hơi lạ lạ sao quá. Đặc biệt là mình thấy là nó không có thấm mùi vị cho lắm, vẫn có điểm trừ nha các bạn. Nên quyết định là cho cô ăn là 8 điểm bằng cô dĩ luôn. Wow. Món ăn khá là ok nhưng mà cái hương vị nó hình như là nó không có vừa miệng của giám khảo cho lắm các bạn, do cái hương vị nó rất là lạ. Em bỏ củ gừng, củ riền như quá trời nè đúng không? Dạ, đâu cái là gừng. Gừng hả? Gừng với xả hả? Gừng với xả thôi. Để cho đựng cháy thôi. À, cho đựng cái cháy thôi. À, thì ra là nó có khá là nhiều cái mùi gừng á, ăn nó nghe nó hơi lạ lạ, do gừng nó cháy lên á. Chứ là em chiên xong mà nó chát rồi em. Nó ngoài lời. Vậy hả? À thì ra là do mấy cái gừng, củ gừng nó cháy lên nên nghe mùi hơi lạ lạ chút nha các bạn. 8 điểm. Rồi tiếp theo là cu toàn với cái món gà cháy cứ ngắt luôn nè các bạn. Tỏi cháy kìa. Đường nhiều. Cái này gọi là cái ngũ vị hương, nó có đường á nên nó cháy rất là nhiều. Này chắc phải chơi nhiều rồi. Ồ, thịt đang vẫn được. Không nghe mùi gì của ngũ vị hương hết á. Cũng nghe như là gà luộc các bạn. Đâu em bỏ nguyên bịch mà sao kỳ vậy? Nó cháy hết em à. Buồn quá. Nói chung là món này thấy là cũng như là gà hấp, gà luộc thôi, nó không có thấm được cái hương vị vô á. Nên là vẫn có điểm trừ là không thấm hương vị. Kết quả là mình quyết định là cho an toàn 7 điểm. À. Cái áo này nó sexy sao ta. Ok, món cuối cùng là của cô Hương. Đây là cái món gì Hương? Món này là gà tỏi. Gà tỏi nướng lu hơi bị cay. Sao anh thấy hồi nãy anh ăn đâu có nhiều vậy đâu mà sao giờ còn có mấy cái cù lự không á ta? Ủa lủng hết anh. Gà hấp tỏi. Đúng rồi anh ơi. Nó có một cái gì đó mà nó ngọt ngọt thơm thơm. Đó là do mật ong á anh. Ồ. Thơm thơm của tỏi rồi có ngọt ngọt mặn mặn của mật ong rồi các kiểu muối gắt lên nữa. Mình quyết định là cho món của cô Hương là bơ vẹt nhất cho bạn, 8.5 điểm. Wow. Yeah. Phá cách. Đúng rồi. Nguyên luôn. Khá là phá cách và ăn nó cũng khá là dễ ăn nữa, rất là mềm gục và dễ ăn, đặc biệt là không có cháy nữa đúng không? Đúng rồi anh ơi. Khá là ổn áp luôn.
Rồi ok, cúp, cúp, đúng rồi. Dạ. Đây. Dạ, cảm ơn ạ. Tặng cho người hắn cụ thêm cái phao câu nữa nè. Wow. Nguyên cái phao câu gà luôn. Wow. A đó. Cái này ở A thì được chứ không ăn nổi rồi. Ừ. Không đâu, gói men vời. Wow, cảm ơn anh. Yeah. Diễn này lớn xíu. Nói chung là hôm nay tụi mình làm thử vua gà nướng luôn. Kết quả là tất cả các món món nào ăn cũng được, nhưng mà có những bạn là hương vị nó không có thấm á, giống như là cái món mà gà nướng muối của mình đó bạn. Ý ăn gà hấp, gà luộc vậy không có thấm muối gì, không nghe mặn gì hết cái kiểu. Nên là cũng may là mình không chơi với mình, mà chơi là mình tạt rồi các bạn. À, nói chung là hôm nay là cuối tuần nên tụi mình mua 5 con gà về và y như là tổ chức một cái trò chơi nấu ăn và sẵn có gà cho cả đám ăn luôn các bạn. Cuối tuần có gà ăn nhậu rồi các kiểu. Ok, nói chung là bạn nào thích cái tập 17 này của tụi mình thì hãy nhấn like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra tập 18 nấu những cái món gì đó mà nó thú vị hơn các bạn. Rồi ok, chúng ta tiếp tục ăn thôi. Ăn thôi.